Em ở nhà nhá. Anh lên trên này có việc một tí đã. Anh đi đâu? Lên trên này có tí việc. Ông này hôm nay đi đơn giản làm sao lại xách chiếc túi gì như kiểu chứa ấy nhỉ. Để bác ta đi xem. Ôi nhỉ, không được rồi cái ông này, tao phải đi xem mới được. Em ơi, chưa tỉnh à? Nay đỡ tí nào chưa? Đỡ tí. Ừ, con sốt này nhỉ. Đã ăn gì chưa? Này anh mua gói sữa. Gói sữa về chỗ em. Làm gói sữa xong tí anh. Chắc chưa uống thuốc rồi phải không? Uống sữa xong dậy uống thuốc. Anh đi pha cháo cho ăn nhá, ăn xong thì thôi nhá. Em đó. Anh pha cháo cho.
Em ơi, để ăn cháo đi. Phải cháo chín rồi. Sáng nay đùa tao bảo đi làm việc cơ mà sao bây giờ mày lại hả? Mày con tao nhanh lên, mày có nhìn thấy cái con mày tí nào không? Cái thằng này có phải con của mày không hả? Có phải như em nghĩ em ạ? Sao bây giờ mày còn mang sứ ăn cháo lên đây chó lên mày thế này hả? Cả cái con này nữa em ơi. Mày về đây, về đây em. Tao bảo mày em ơi. Mày còn nói chuyện với tao hả? Có phải như mày có thấy con không? Việc không làm suốt ngày đi lên đồi trốn vừa đi lên đồi chăn vừa tay chăn lên mày. Con này để tao xử ấy. Mày đi chỗ khác đi, chỗ khác đi. Chị ơi, không phải. Tí tao với tao xử mày, còn bây giờ con đã xử mày. Đâu, mày. Con này đứng dậy cho tao bảo nào. Đứng ngồi đây, không phải ngồi. Mày không phải giả vờ đâu. Mày nhìn kìa, con tao bảy tí rồi mày có thấy không hả? Cái thằng này, dậy ra kia tao còn chưa xử lý mày đâu. Cái con này, to luôn này. Mày không ra người, không ra cái gì. Cái thằng này, mày. Em ơi. Mày ra đây, không phải lên giờ. Mày. Em nghĩ đâu. Không ra cái gì chung mày đuổi ra đây, mày ra đây quyến rũ chúng ta à? Em mày có thấy chúng tao hai vợ chúng ta sống vất vả như thế nào không? Mày không biết mày em nghe đi mày em. Mày ở đây cho tao nói chuyện rồi với mày nè. Mày chị ơi, không phải thế đâu. Mày đứng đây, mày không phải giả vờ nặng lẽ đâu. Mày ngồi đây, tại sao mày lại đi quyến rũ chúng tao hả? Mày không có chung à? Mày sống ở đây mà không có chung à? Mày muốn mình ngồi ở đây hả? Mày đây này, tại sao cái chỗ này mày không cho con hả? Cái này không phải sứa à? Tiền của tao cơ mà, mày lấy đi ngôi vô hả? Chị ơi, hiểu lầm. Này thì sướng này, này thì trắng này, trắng này. Này, này, ăn đi hả? Ăn đi hả? Hả? Mày... Em hiểu nhầm anh rồi. Mày, ôi giời, tao... Cái giờ cái con này, tao phải tránh chết vào lần sau. Mày còn đi phần rút trong tao một lần nữa. Mày chết với tao nữa. Mày, con mày, đi về đây mày. Tao không cần mày ở đây nữa đâu. Đi, đi. Mày chưa xong với tao nhá. Tao về xử lý chồng tao xong hả? Mày về đi, đi về nhà, tao xử lý mày xong. Mày trốn tao đi chơi hả? Mày không thấy con mẹ hả? Về trước đi. Mày về trước.